Số 657. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ, quyển 4, phẩm 16. Thế giới thượng thanh tịnh. Từ thế giới nguyệt đến xuất đến khoảng giữa này có thế giới tên là thượng thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Nghiêm. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Đề Tinh Tấn thời kỳ đọc quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới thượng thanh tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Đức Tụ. Hiện tại đơn vị Đại Bồ Tát thượng hạnh tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phổ Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cao Tướng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhân Ý. Hiện tại đơn vị Đại Bồ Tát thanh tịnh tịnh nhân tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Cao Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoan Hỷ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Na La Diên. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát điều ngự tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hoan Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Cấu. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Cấu Tướng. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Trí Minh tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện Bảo. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cầu Kim Cang. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Phá Nghi tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Bảo đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Thiết Lạc. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịnh Ý. Đức Phật hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Lượng Nghiêm tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhất Thiết Lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ưu Não Sở Triền. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cầu Lợi An. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Thế Đức tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ưu Não Sở Triền đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Biên Đức Xung. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Tư Nghiêm. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Thượng Nghiêm tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Biên Đức Xung đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bình Đẳng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoài Tạc. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Vô Ngại Nghiêm tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bình Đẳng đến khoảng giữa này có thế giới tên là An Ẩn. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ưu Bát Đức. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Thường Phát Tinh Tấn tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới An Ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Bố Lực Vương. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Đế Vương tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phương Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường Chiếu Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chư Biên Minh Vương Vương Hương Di Lâu. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Trí Tượng tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Chiếu Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Hoa. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Xướng Cam Lồ tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Trang Nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bạch Cái. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Bất Hư Tất tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bạch Cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng Nghiêm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chuyển Nam Nữ Tướng. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Vô Biên Âm tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là A Kiệt Lưu Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Đức. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Hương Tượng thuộc cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới A Kiệt Lưu Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên Đàn Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Cao Vương. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Vô Lượng Quang thuộc cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chiên Đàn Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Di Lâu. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Bảo Di Lâu tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phổ Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Lạc. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tri Kiến Nhất Thiết Chúng Tâm Xóa Lạc. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Đạo Đại Đạo Sư tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phổ Lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Tướng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Âm. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Ly Nhất Thiết Pháp Hành tọa ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phật Hoa Nghiêm
Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Đức, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Trí Quang, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mời sự việc tiếp theo, giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phật Hoa Nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Âm Thanh, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Diệu Nhãn, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mời sự việc tiếp theo, giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thuần Bảo Tạng, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Nhất Cái, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên Cố. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Động Lực, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Thiện Ý, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kiên Cố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên Lao. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ca Diếp, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Minh Đăng, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kiên Lao đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Liên Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thị Nhất Thiết Duyên, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Hoa Thân, thọ ký Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo chúng tôi đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhất Liên Hoa Cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên Đàn. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Trí Tuệ, thọ ký Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo chúng tôi đã nêu ở trên. Từ thế giới Chiên Đàn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chân Đế. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thành Lợi, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Hiện Đế, thọ ký Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo chúng tôi đã nêu ở trên. Từ thế giới Chân Đế đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Nguyệt. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sanh Đất, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Vô Biên, thực cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nguyệt chúng Chúng Nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Suy Não. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Sơn, Danh Xứng, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Hoa Đức, thực cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Suy Não đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Hỷ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Chúng Nghi, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Hỷ Tự Tại, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Trần Cấu. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Quán Hoa, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Trần Cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Sinh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vị, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Hoài Chư Luận, thuộc cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp Hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Túc Vương, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Thiện Trạch, thuộc cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Tạp Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cực Quảng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Tướng, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Bảo Tướng, thực cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Cực Quảng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khủng Bố. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên Đàn, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Nguyệt Đức, thực cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Khủng Bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Dõng. Đức Phật ở thế giới hiệu là Dõng Minh, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Vô Ý Âm, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo chúng tôi đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Vọng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Ý. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Âm, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Phạm Thân, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo chúng tôi đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Ý đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khả Huy. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Tánh Đức, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Vô Lượng Thân, từ cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Khả Huy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Chư Duyên. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Duyên Nhất Thiết Pháp, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Vô Ngại Nghiêm, thực cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo chúng ta đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Chư Duyên đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường Xuân. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Năng Đoạn Thanh, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Vô Biên Biện Tài, thực cái Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Xuân đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường Hỷ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Bất Đoạn Biện Tài, thọ ký Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Hiện. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thị Nhất Thiết Pháp, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Vô Tướng Nghiêm, thọ ký Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phổ Hiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Kiến. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Hiện Chư Pháp, hiện tại đang vì Đạo Bồ Tát Nhanh Nhãn Danh Văn, thọ ký Đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới phụ kia đến khoảng giữa này có thế giới tên là Sinh Chưa Công Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chưa Biến Đức Sinh. Hiện tại đơn vị Bồ Tát Tịnh Nhãn thực cái đạo quả cho Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Sinh Chưa Công Đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Cấu. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Xuất Quang. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát vô pháp hành thực cái đạo quả cho Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Cấu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thanh Liên Hoa Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Thượng. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Xích Liên Hoa Tướng từ cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thanh Liên Hoa Phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Xích Liên Hoa Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phương Sinh. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Phương Chi Lâu tọa ký đạo quả cho Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Xích Liên Hoa Phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Hoài Chư Pháp tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hoa Phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiên Đế. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ư Chúng Kiên Cố. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát chưa có tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiên Đế đến Thiên Thế đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Minh. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Diệu Sinh thực cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lạc Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Chúng. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Thượng Chúng thực cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Lạc Đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Lạc. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Thai. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát chuyển chướng nạn từ cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Trụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Y Vương. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát thi khí từ cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Lượng. Đức Phật ở thế giới hiệu là Hoại Chư Phiền Não. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Sai Biệt Nghiêm tọa cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Lượng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Tán. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Trí Tán. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Chư Biên Công Đức Sinh tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phổ Tán đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Kiên. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên Đàn Quật Đức. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Trí Quật Đức tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Kiên đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cụ Uy Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cụ Phật Hóa Sinh. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Cao Sinh tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Cụ Uy Đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Bảo. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa La Vương An Lập. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Trụ Luật Nghi tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Bảo đến khoảng chỗ này có thế giới tên là Phương Chủ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nguyệt Xuất Quang. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Nguyệt thọ ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phương Chủ đến khoảng chỗ này có thế giới tên là Đại Hải. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Ưu Ý tờ cái đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Đại Hải đến khoảng giữa này có thế giới tên là An Trụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu Di Kiên. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát chỉ thọ ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới An Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Số Vô Bố Ý. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thí Danh Văn. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát thọ ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới vô ý bố ý đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ái Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chuyển Chư Mạng. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát xứng danh ly kiết tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ái Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chư Công Đức Trụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Danh Thân. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Trí Thân tọa ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chư Công Đức Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Thiết Phước Trụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kiên Cố. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát thọ ký đạo quả vô Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhất Thiết Phước Trụ đến khoảng chỗ này có thế giới tên là Vô Ưu Ý. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Ưu.
Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Bảo Hỏa tại cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mà sẽ bị tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới vô ưu ý đến quan chỗ này có thế giới tên là Danh Văn. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức Dương. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Hoa Vương thực cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mà sẽ bị tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Danh Văn đến quan chỗ này có thế giới tên là Hoa Bố. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diễn Hoa Tướng. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Hương Đức thực cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mà sẽ bị tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hoa Bồ đến quan giới này có thế giới tên là Lưu Bố Thập Phương. Đức Phật ở thế giới hiệu là Phổ Phóng Hương Quang. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát tất thành thuộc cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Lưu Bố Thập Phương đến quan giới này có thế giới tên là Chúng Phương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thanh Giảng. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Đại Thanh thuộc cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Phương đến quan giới này có thế giới tên là Chúng Diễm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phóng Diễm. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Diễm Xí tại cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Diễm đến quan giới này có thế giới tên là Đại Âm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Thập Phương. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đại Âm tại cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Đại Âm đến quan giới này có thế giới tên là Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ca Minh. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Tu Di Sơn thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Minh đến quan giới này có thế giới tên là Bảo Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Chí Minh. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Bảo Đức thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bảo Minh đến quan giữa thanh giới này có thế giới tên là Thường Huân Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hỏa Nhiên. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Hỏa Minh thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Huân Hương đến quãng giữa này có thế giới tên là Hữu Cát. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tam Giới Tự Tại Lực. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Tam Hữu Cát thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hữu Cát đến quãng giữa này có thế giới tên là Vô Úy. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Luân. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Úy thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường Huyền. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Không Tánh Tự Tại. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Tưởng thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thường Huyền đến khoảng giữa này có thế giới tên là An Dương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tận Tự Tại Lực. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Sinh Đất thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới An Dương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ Ly. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cổ Âm. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Diễm Hương thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phổ Ly đến khoảng giữa này có thế giới tên là An Ẩn. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Tự Tại. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Hành Hạnh thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới An Ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương Lưu Bố. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Lưu Bố. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Bình thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phương Lưu Bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đà La Ni. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sơn Dương. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Dương thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Đà La Ni đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Đà La Ni. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Lực Cao Dương. Hiện tại đang hiện Đại Bồ Tát Tự Tại Lực thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Đà La Ni đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Đẳng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Lập. Hiện tại đang về Đại Bồ Tát Ba La Diên thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Đà đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Nghiêm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tự Tại Nghiêm. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Cụ Túc Ý thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhất Nghiêm đến quãng giữa này có thế giới tên là Ỷ Tức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tích Chư Công Đức. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Tướng Nghiêm thọ ký đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ỷ Tức đến quãng giữa này có thế giới tên là Ái.
Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phật Bảo Đức Thành Tựu. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát thiện tu hành trong cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới ái đến quả giới này có thế giới tên là Liệt Túc. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sinh Đức. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát hoan hỷ trong cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới liệt túc đến quả giới này có thế giới tên là liệt túc nghiêm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sinh Minh Đức Tụ. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát diệu túc tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới liệt túc nghiêm đến quả giới này có thế giới tên là Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sanh Dương. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Phật Pháp Sinh tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Liên Hoa đến quả giới này có thế giới tên là Chúng Hoa. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thượng Pháp Tự Tại. Hiện tại tham vị Đại Bồ Tát trí chuyển nạn từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Hoa đến quả giới này có thế giới tên là Bạch Liên Hoa Phú. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bán Nguyệt Quang. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Tu Di Đức tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bạch Liên Hoa Phú đến quả chỗ này có thế giới tên là Quảng. Đức Phật ở thế giới hiệu là Hương Tượng. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát bất động từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Quảng đến quả giới này có thế giới tên là Thượng Diệu. Đức Phật ở thế giới hiệu là Vô Lượng Minh. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Vô Ngại Âm từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thượng Diệu đến quả giới này có thế giới tên là Chúng Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liên Hoa Tụ. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Phất Xa từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Hương đến quả giới này có thế giới tên là Chúng Hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sanh Đức. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Đảnh Đức từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Hoa đến quả giới này có thế giới tên là Chim Bồ Chúng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên Đèn Đức. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Diệu Nhãn tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chim Bồ Chúng đến quả giới này có thế giới tên là Bảo Tạng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Tụ. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Hỷ Kiến tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bảo Tạng đến quả giới này có thế giới tên là Minh Tuệ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Minh Tuệ. Hiện tại đang về Đại Bồ Tát Thiện Giác theo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Minh Tuệ đến quả giới này có thế giới tên là Thượng An. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tác An. Hiện tại đang về Đại Bồ Tát An Vương theo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thượng An đến quả giới này có thế giới tên là Thiện Trụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chư Biến Đức Sinh. Hiện tại đang về Đại Bồ Tát An Lập theo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Trụ đến quả giới này có thế giới tên là Chúng Đa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Tướng. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Vô Minh tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Đa đến quả giới này có thế giới tên là Ai Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chư Biến Đức Tích. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Đức Sinh tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ai Hương đến quả giới này có thế giới tên là Ái Tích. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chúng Đức Sinh. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát Tất Cánh Công Đức thành tựu thọ ký đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới ái tích đến quả giới này có thế giới tên là khả ái. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là nhất thiết công đức sinh. Hiện tại đang vị Đại Bồ Tát tịnh công đức tất cánh thành tựu cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới khả ái đến quả giới này có thế giới tên là chúng liên hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh Đức. Hiện tại đang về Đại Bồ Tát Lạc Thí thời cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như là nêu ở trên. Từ thế giới chúng hoa liên hoa đến khoảng giờ này có thế giới tên là Kim Cang Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trì Cự. Hiện tại đang về Đại Bồ Tát Vô Tham Thủ thời cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kim Cang Phú đến khoảng giờ này có thế giới tên là Bảo Vọng Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Sinh Đức. Hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Bảo Tích tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới bảo vọng phố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cao Cực Cao Vương. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát chuyển chưa nạn từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo, giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ly Úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tú Dương. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát liên tục từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo, giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhất Cái đến quả chỗ này có thế giới tên là Chúng Tạp, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Di Lâu. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Bảo Di Lâu. Từ khi đạt quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Tạp đến quả giới này có thế giới tên là Diệu Hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hư Định Dương. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Bất Tư Nghị, theo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Hỷ đến quả giới này có thế giới tên là Khả Nghinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Âm. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Vô Ưu tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Khả Nghinh đến quả giới này có thế giới tên là Diệu Âm Vương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Minh. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Vô Ưu Đức tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Âm Vương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng Thanh Tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Di Lâu. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Châu Diệu Âm tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thượng Thanh Tịnh đến quả giữa này có thế giới tên là Chiếu Minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Bảo Hoa Nghiêm. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Vô Biên Âm tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chiếu Minh đến quả giữa này có thế giới tên là Thế Đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Chúng. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Chúng Hương tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thế Đức đến quả giữa này có thế giới tên là Bảo Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liễu Cấu Nghiêm. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Tác Minh thập cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bảo Hoa đến quả giữa này có thế giới tên là Kim Minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kim Hoa. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Chiếu Minh thập cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kim Minh đến quả giữa này có thế giới tên là Kim Quang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Quật. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát An Trụ thập cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới kim quang đến quả giới này có thế giới tên là Chúng Kiên Cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Hoa Sinh. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát dụng đất thập cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Kiên Cố đến quả giới này có thế giới tên là Giải Thoát, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phóng Quang. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Di Lặc tọa ký đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Giải Thoát đến quả giới này có thế giới tên là Phóng Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Sinh. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Diệu Hoa Cái Nghiêm tọa ký đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phóng Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Cái. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Kim Cái tọa kỳ đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng Liên Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Nghiêm. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Vô Cấu Nghiêm tọa kỳ đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Liên Hoa đến quả giới này có thế giới tên là Chúng Diệu Liên Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Bố Lục Vương. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Lạc Trí tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Diệu Liên Hoa đến quả giới này có thế giới tên là Phạm Đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Âm. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Diệu Âm tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phạm Đức đến quả giới này có thế giới tên là Tràng Tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tự Tại Lực. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Tịnh Mục tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Tràng Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chư Biên Chúng. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Vô Biên Tánh tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Điều Ngự. Hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Diệu Chúng thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu đến quả giữa này có thế giới tên là Trú Xứ,
Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát quá hình từ cái đạo quả giới thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới trú xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Hữu. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoài Chư Đạo, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Thiện Tư Nghiêm từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Vô Hữu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nghi Hối. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phá Nghi, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Hoằng Chư Kiến tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Nghi Hối đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Thiền. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Diệu Thiền đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đức Trụ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Vô Biên Công Đức Thành Tựu, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát bảo hộ tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Đức Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo Trụ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bảo Sanh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Kim Cang Hành tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Bảo Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Liên Hoa Sanh Đức, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Bảo Hoa từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên Hoa Sanh. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bảo Thượng, hiện tại đang về Đại Bồ Tát tọa cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Liên Hoa Sanh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Sanh. Đức Phật ở thế giới hiệu là Tam Thế Vô Ngại Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát dụng chúng cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Diệu Sanh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Đức Diệu Minh. Đức Phật ở thế giới hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát lạc xuất yếu cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Diệu Minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Giác. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đại Di Lâu thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Giác đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt Đăng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đăng Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Quang Luân thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Nguyệt Đăng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tịnh Tu Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Sanh Đức, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Tịnh Sinh thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Tịnh Tu Đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cự. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cự Đăng, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Tăng Ý cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Cự đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trí Tích. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Thượng Quang, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Đức Tích cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới trí tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Xuất Sinh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đề Xá tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Xuất Sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phát Xa, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Quan Âm tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Liên Hoa Cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhất Cái. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Nhãn, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Phạm Âm thực cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như là đạo ở trên, từ thế giới Nhất Cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện. Đức Phật ở thế giới hiệu là Đức Vị, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Hữu Đức thực cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như là đạo ở trên, từ thế giới Thiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phương. Đức Phật ở thế giới hiệu là Phương Đẳng, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát chiếu phương từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới phương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đức Tích. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phật Hoa Sanh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát túc phương từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Đức Tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ta La. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ta La Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát phủ thọ ký đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Ta La đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trụ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Sơ Tử, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Vô Kinh thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên, từ thế giới Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Khuyến Trợ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bảo Di Lâu, hiện tại đang về Đại Bồ Tát Gia Xá thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên,
Từ thế giới khuyến trợ đến khoảng giờ này có thế giới tên là Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tần Bà Thi. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát dẫn ấm vân. Sau khi đọc và vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo chủ yếu đã được ở trên. Từ thế giới Liên Hoa đến khoảng giờ này có thế giới tên là Nhiếp Xử. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Y Dương. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Dược Dương. Từ khi đọc và vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhiếp Xử đến khoảng giờ này có thế giới tên là Sa Ha. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thượng Chúng. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Chứng Minh thuộc cái đọc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Sa Ha đến khoảng giờ này có thế giới tên là Thiện Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Thiện Đức. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Diệu Thiện thuộc cái đọc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Đức đến khoảng giờ này có thế giới tên là Sứ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tự Tại Lực. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát hành và cái đặc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã ở trên. Từ thế giới xưa đến quả giờ này có thế giới tên là Diệu Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Đức. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Hương Đức và cái đặc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã ở trên. Từ thế giới Diệu Hương đến quả giờ này có thế giới tên là Hương Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Tướng. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Hoa Tạng và cái đặc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã ở trên. Từ thế giới Hương Đức đến khoảng giờ này có thế giới tên là Chiên Đàng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên Đàng Quật. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Đức Thủ từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chiên Đàng đến khoảng giờ này có thế giới tên là Bảo Giọng Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chư Biên Minh. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Chư Biên Ý từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Bảo Phẩm Phú đến khoảng giờ này có thế giới tên là Kim Giọng Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tăng Thập Quang Phật Xuất Hoa. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Bảo Đức tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kim Giọng Phú đến khoảng giờ này có thế giới tên là Liên Hoa Giọng Phú. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Lực. Hiện tại đang về Đạo Bồ Tát Vô Biên Nghiêm tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Liên Hoa Vọng Phú đến khoảng giờ này có thế giới tên là Chúng Hoa. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Uy Hoa Sinh Ca Vương. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Vô Biên Âm Thanh cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chúng Hoa đến quả chỗ này có thế giới tên là Chiếu Minh. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bảo Giống. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Dũng Đức cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chiếu Minh đến quả chỗ này có thế giới tên là Nguyệt Đăng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Lập. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Bất Vong Niệm cho cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nguyệt Đăng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên Đàng Hương. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thượng Hương Vương. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Phổ Túc từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Chiên Đàng Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lâu Cát. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiếu Nhất Thiết Lạc. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Cầu Lợi Thế thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Lâu Cát đến khoảng giờ này có thế giới tên là Tạp Quật. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kiến Nhất Thiết Duyên. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Vô Biên Nguyện thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Tạp Quật đến khoảng giờ này có thế giới tên là Tạp Tướng. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bất Hư Sơn. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát Vô Biên Nghiêm thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới tạp tướng đến khoảng giờ này có thế giới tên là Khả Kính. Đức Phật ở thế giới hiệu là Hoại Chư Kinh Úy. Hiện tại đang viên Đạo Tát Sư Tử thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Khả Kính đến khoảng giờ này có thế giới tên là Tịnh. Đức Phật ở thế giới hiệu là An Lập Phương. Hiện tại đang viên Đạo Tát Kiêu Kế thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Tịnh đến khoảng giờ này có thế giới tên là Kim Minh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Minh. Hiện tại đã bị Đạo Bồ Tát Bảo Tạng thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kim Minh đến khoảng giờ này có thế giới tên là Thượng Tịnh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lợi Nhất Thiết Chúng. Hiện tại đang viên Đạo Bồ Tát vô ưu ý thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thượng Tịnh đến khoảng giờ này có thế giới tên là Chúng Lạc.
Đức Phật ở thế giới hiệu là chư biên không nghiêm, đức hiện tại đang về Đà Bồ Tát chúng sinh vô ngại nghiêm, từ khi đạt quả chư thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Tại thế giới chúng đặt Đức Phật giờ này có thế giới tên là Nhất Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Nghiêm, hiện tại đang về Đà Bồ Tát Bảo Tướng thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhất Hoa Cái đến khoảng giờ này có thế giới tên là Vô Cấu. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Không Tướng, hiện tại đang về Đà Bồ Tát Không Nghiêm Hạnh thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Cấu đến khoảng giờ này có thế giới tên là Quảng Đại. Đức Phật ở thế giới hiệu là Uy Hoa Sinh Đất, hiện tại đang về Đà Bồ Tát Tiện Trạch tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Quảng Đại đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện Tích. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thượng Thiện Đức, hiện tại đang về Đà Bồ Tát Thượng Âm tại cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trụ Phương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đại Tự Tại Lực tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Trụ Phương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu Hoa Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịnh Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Diệu Nhãn tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Hoa Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện Trụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đại Điều Ngự, hiện tại đang về Đà Bồ Tát Đại Hải thực cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Trụ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Lượng Biên, Vô Lượng Vô Biên. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tối Cao Đức Di Lâu, hiện tại đang về Đà Bồ Tát thực cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Lượng Vô Biên đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ Sinh. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Thắng Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát tối thắng từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hỷ Sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô Trần. Đức Phật ở thế giới hiệu là Chúng Quy, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Ý từ cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Vô Trần đến khoảng giữa này có thế giới tên là A Kiệt Lưu Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Hương Chi Lâu, hiện tại đang viện Đạo Bồ Tát Thượng Hương thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới A Kiệt Lưu Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đa Già Lưu Hương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nguyệt Giang Vương, hiện tại đang viện Đạo Bồ Tát Cự thuộc cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Đa Già Lưu Hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thượng Diệu. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thượng Di Lâu, hiện tại đang viện Đà Bồ Tát Thiện Trụ tới cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thượng Diệu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Bảo Sinh Đức, hiện tại đang viện Đà Bồ Tát Thứ Đức tới cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Minh. Đức Phật ở thế giới hiệu là Danh Văn Di Lâu, hiện tại đang viện Đà Bồ Tát Bảo Di Lâu thuật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Minh đức khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyễn Mỹ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Mỹ Đức, hiện tại đang vì Đà Bồ Tát Đại Mỹ Đức thực cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nguyễn Mỹ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện Bản. Đức Phật ở thế giới hiệu là Phạm Đức, hiện tại đang vì Đà Bồ Tát Phạm Âm thực cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Nhật Bản đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đế Tướng. Đức Phật ở thế giới hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đế Đức tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Đế Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện Xứ. Đức Phật ở thế giới hiệu là Vô Biên Đức Tích, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đức Công Đức tạo cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Thiện Xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bất Tư Nghị Đức. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Uy Đức Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Trí Cao Đức. Bồ Tát Trí Cao thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên. Từ thế giới Bất Tư Nghị đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly Tướng. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thiện Tư Nguyện Thành, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Vô Biên Nguyện thật cái đạo quả vô thượng Bồ Đề mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên. Từ thế giới Ly Tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tinh Tú Dương. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịnh Dương,
hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Giang Di Lâu thuộc cái đạo quả chú Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới tình của Dương Đức Phật giờ này có thế giới tên là Trí Minh Đức Phật, ở thế giới hiệu là Trí Xuất, hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Trí Xuất Đức thuộc cái đạo quả chú Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên, từ thế giới Trí Minh đến quả giờ này có thế giới tên là Kim Cang Đức Phật, ở thế giới hiệu là Dũng Chúng, hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Trí Trạch thuộc cái đạo quả chú Thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Kim Cang đến quả giới này có thế giới tên là Trí Hương Đức Phật, ở thế giới hiệu là Trí Tụ, hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Trí Sinh Đức tại cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Trí Hương đến quả giới này có thế giới tên là Phương Di Lâu Đức Phật, ở thế giới ấy hiệu là Tát Phương, hiện tại đang viện Đại Bồ Tát Phương Lưu Bố tại cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Phương Di Lâu đến quả giới này có thế giới tên là Đức Xứ Đức Phật, ở thế giới hiệu là Sa Ha Chủ, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Pháp Đăng thực cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Đức Sơ đến quả giới này có thế giới tên là ấy Đức Phật, ở thế giới hiệu là Thượng Ly, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Sa Ha Chủ thọ ký độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới ấy đến quả giới này có thế giới tên là Ái Thú Đức Phật, ở thế giới hiệu là Điều Ngự, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Ái Thú thọ ký độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Ái Thú đến quả giới này có thế giới tên là Diệu Tư Đức Phật, ở thế giới ấy hiệu là Trí Tổ, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Thượng Trí tới cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mà chuẩn bị tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Diệu Tư đến quả giới này có thế giới tên là Liên Hoa Xuất Đức Phật, ở thế giới hiệu là Tối Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Ly Cốc tới cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mà chuẩn bị tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Liên Hoa Xuất đến quả giới này có thế giới tên là Vô Biên Đức Sinh Đức Phật, ở thế giới hiệu là Thị Chúng Sinh Thân Tâm, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát tự đang thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên. Từ thế giới Vô Biên Đức Sinh đến quả giới này có thế giới tên là Hoan Hỷ Đức Phật, ở thế giới hiệu là Vô Biên Đức Bảo, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Dũng Kiện thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên. Từ thế giới Hoan Hỷ đến quả giới này có thế giới tên là Ý Thức Đức Phật, ở thế giới hiệu là Diệt Chư Thọ Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Thường Phát Thanh thực hiện đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nói ở trên. Từ thế giới ý thức đến quả giới này có thế giới tên là Nhạo Lạc Đức Phật, ở thế giới hiệu là Chưa Ngại Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Diệu Nhãn thức cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Từ thế giới Nhạo Lạc trải qua trong khoảng hàng hà sa số các quốc độ có thế giới tên là Thiện Thành Đức Phật, ở thế giới hiệu là Chưa Ngại Quang Phật Hoa Tối Cao Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương thực cái độc quả vô thượng Bồ Đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên. Phẩm 16 Tung Đại Hoa Cúng Dường. Từ thế giới Thiện Thành trải qua trong khoảng hằng hà sa các quốc độ có thế giới tên là Phổ Đức Thành Tựu Đức Phật, ở thế giới ấy hiệu là Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ Tát Quán Phật Định Thiện Căn Trang Nghiêm thọ ký đạo quả vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bây giờ Bồ Tát Quán Phật Định Thiện Căn Trang Nghiêm trong thời ánh sáng tỏa chiếu khắp cùng, nghe âm thanh lớn phang động liền thôi với Đức Phật Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng. Kính bạch Thế Tôn, ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy? Đức Phật đáp: Này Thiện Nam, về phương Tây cách xa cõi này trải qua 12.000 a tăng kỳ cõi, có thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích Ca Văn, hiện tại đang vì các vị Bồ Tát thuyết giảng về Tạng Kinh Bồ Tát, nhằm chất trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Đó chính là vị Phật đã tạo ra ánh sáng và âm thanh kia. Bây giờ Bồ Tát Quán Phật Định Thiện Căn Trang Nghiêm tay cầm diệu hoa từ xa tuôn rải về thế giới Ta Bà ấy, do diệu lực từ nhân duyên của bản nguyện nên đối với các quốc độ không hề có sự ngăn ngại. Những hoa được tuôn rải ấy đã bay thẳng đến thế giới Ta Bà, tới thành Vương Xá, rồi tới nơi vườn trúc. Lúc này bốn chúng trong hội lớn đều lấy làm lạ, cho là điều chưa từng có. Những đóa hoa sen ấy xoay quanh chỗ Phật ngồi ba vòng rồi dừng lại nơi phía trước Phật. Mỗi đóa hoa đều nói bài kệ nhằm tán dương Đức Như Lai cùng chúng Bồ Tát rằng: Trí tuệ lớn Thế Tôn vô biên, tự nhiên giác ngộ vô lượng pháp, thể hiện mọi thần thông không ngại, tỏa chiếu khắp mười phương thế giới. Trí tuệ lớn sáng chư Bồ Tát, khéo đáo hỏi đáp vô sở ý, xa nghe tên Phật muốn cúng dường, dùng lực thần thông cùng tập hợp, đều là nhất sinh nối dòng pháp, dũng mãnh bền chắc rất trang nghiêm, tên tuổi gian sang khắp mười phương, để vân tập đến cõi Ta Bà.
nên vì chúng sinh khởi tâm lớn, phát tâm vô sở úy trang nghiêm, chúng con nay xin hỏi Thế Tôn, do đâu chứng đắc đạo vô thượng? Làm sao tu tập các pháp Phật, diệt trừ quốc ma thành Phật đạo? Bây giờ Thế Tôn Thích Ca Văn nói với đám hóa hoa hậu lai. Chúng hòa thấy thân Phật khó sánh, lại được nghe từ kim khẩu Phật, bèn phát tâm tùy vui mừng, cùng kính lễ Phật đứng một bên, liền ở nơi ấy hốt nhiên mất. Chúng hòa thấy vậy đều nghi sợ, đó là người nào, từ đâu tới? Họ Thế Tôn xong liền chẳng hiện. Bây giờ bốn chúng kính uy nhang, không dám hỏi Phật giải chỗ ngờ. Phật liền hóa làm một tỳ kheo, giống như A Nan nêu lời hỏi. Ấy là người nào hỏi Thế Tôn, đã xin hỏi xong liền biến mất. Kinh mong Thế Tôn dứt mọi nghi, việc ấy do đâu, vì cớ gì? Phật dạy hoa ấy từ phương Đông trải qua vô số thế giới đến. Người xem rất trang nghiêm dũng mãnh, thần thông Bồ Tát đã tạo nên. Bồ Tát ấy từ gốc hành đạo, phát tâm trang nghiêm lớn như thế. Vì vậy có người cầu Phật đạo, nếu luôn nhớ nghĩ đạt bất thoái. Nếu làm sẽ khiến cho người thấy liền được vô cùng các pháp lành. Liền mọi biến trệ chuyên giữ giới, học rộng nghe nhiều như biển lớn. Để khéo tu học mọi phương tiện, lại thường hóa sinh dứt đầu thai. Để đời qua lại chốn sinh tử, thường luôn nhớ nghĩ đến chánh pháp. Nơi mỗi chốn sinh luôn gặp Phật, cùng chúng hiền thánh đều đến hội. Thường sinh tâm chán liền năm dục, nên đối pháp Phật tinh xuất gia. Liền nói nhận thức đạt lợi lạc, cũng được thêm lợi nêu khó biết, khó hết. Đó là mọi công đức đại sĩ, nếu muốn tán dương thật vô cùng. Nếu có nữ nhân đem lòng tin, nghe Bồ Tát rất trang nghiêm ấy, vĩnh viễn chẳng còn mang thân nữ. Quyết vì chúng sinh quy kính đạo, nếu có nam tử cùng nữ nhân, được nghe tên hiệu tâm hoan hỷ, phát nguyện muốn thấy Bồ Tát đó, thân hết mạng chúng liền vãng sinh. Nếu mọi chúng sinh cả nam nữ, nghe công đức lớn của Bồ Tát, nên đem tâm tịnh để tin vui, liền được bất thoái chuyển Bồ Đề. Nó có chúng sinh vào cõi Pháp, được nghe danh hiệu Bồ Tát ấy. Người đó tuy chẳng được Phật đạo, cũng được vô lượng các công đức. Như có cây thuốc tên Hỷ Kiến, chữa được 100.000 bệnh chúng sinh, cả cùng quanh rộng đến do tuần. Lửa tai vệ dữ chẳng thiêu đốt. Nếu loài trùng độc vào tân ấy, khí độc tức thì đều tiêu hết. Nếu nghe cây ấy khí thơm xong, sau muộn liền giấc thân tâm an. Thân rễ cành lá cùng hoa trái, vắng lặng lìa dứt mọi tạo tác. Mà thế lực ấy thật diệu dụng, thể tiêu diệt hết mọi độc hại. Cây ấy từ xa trừ các bệnh, huống chi chọn lấy thân rễ dùng. Bậc Đại Bồ Tát cũng như thế, mười phương nghe tên làm Phật sự, hữu lực mắt thấy, thêm cúng dường, gần gũi hỏi han giải mọi nghi. Bấy giờ Phật hiện làm A Nan, liền lại cung kính hỏi Thế Tôn, như chỗ Phật nói Đại Bồ Tát, chỉ cần nghe tên làm Phật sự, thế giới ta bà có hay chăng? Kính mong Thế Tôn chỉ dạy rõ. Phật dạy, thân ta đâu sống mãi, là chúng sinh ấy phước đức mỏng, chứ Phật Bồ Đề ắt khó tin, mọi lời như lai đều thâm diệu. Anh em nên biết có Bồ Tát hiện đang ở trong chúng hội này, chứ Bồ Tát ấy thảy trang nghiêm, mười phương cho Phật khen chẳng hết. Anh đang hãy xem Bạc Bà Đà Bà, lại như bảo tích pháp báu chứa. Đạo sư bậc trí cùng tinh đắc, và Bà La Môn Na La Đạt tỳ xeo, lại xem Đế Đức Thiện Tỳ Kheo, Bà Lâu Na Thiên Bà La Na, cùng xem Đại Tỳ Kheo Thiện Lực. Thành nguyện các vị khó nghĩ bàn, chỉ Bồ Tát ấy là chân thật, đều phát đại nguyện trang nghiêm lớn. Nếu có người thấy hãy được lợi, hướng lại gần gũi được chỉ dạy. Nếu có chúng sinh được trông thấy, hoặc là được nghe đến tên hiệu, các nơi Phật đạo dứt mọi nghi, luôn chẳng bị lạc các nẻo ác, thường siêng năng cùng giúp tinh tấn, nên khéo tu tập chân trí tuệ, luôn được an trụ giữ tình giới, hòa nhập an lạc do thượng thừa. A Nan trong khắp mười phương cõi, chư Phật Thế Tôn nơi hiện tại đều cùng ngợi khen Bồ Tát ấy, cho phát đại tạng nguyện trang nghiêm, tán dương tên hiệu bao người nghe, khiến mọi Bồ Tát sinh tâm quý, để muốn được thấy Phật Thích Ca, cùng đủ hết bậc trang nghiêm đó. Tức thì chư Phật đều ân thuận, các vị lễ Phật và đi quanh, hốt nhiên biến cõi cõi Phật ấy, thầy cùng đi tới cõi Ta Bà. Nghe Bồ Tát ấy đầy đủ nguyện, nơi đạo vô thượng thêm tinh tấn, Như Lai liền tọa ký đạo quả, quốc độ thọ mạng hiệu như thế. Trải qua vô lượng vô số kiếp, chỗ có nhân duyên nghiệp chẳng lành, do từ nhân duyên tạo nghiệp đó, cùng ta sinh nơi cõi uế trượt.
Ta này tuy đạt đạo vô thượng, nhưng chạy vui thấy đời vị lai. Sẽ có hại tỳ kheo phá giới, tánh nóng, miệng ác lời thô dữ. Chứ Bồ Tát ấy nghe việc đó, mà thân tinh tấn dốc trang nghiêm. Nó cảnh đó khác bố thí lớn. Lúc Pháp sắp hoài nêu chánh Pháp, này nên trước Phật phát nguyện rằng, ta sẽ vì Pháp vô thượng đạo trong đời sâu ác đáng sợ sâu, chẳng tiếc thân mạng lợi chúng sinh. Chỉ mỗi phát nguyện đã là khó, huống chi thành tựu được đại nguyện. Những kinh như vậy cùng người tọ, nó cõi đời ác bị canh rẽ. A Nan xem cõi điên đảo ấy, nghe chư kinh pháp đó như thế, trong ấy liền sinh tưởng phi pháp, đều cho pháp ấy chẳng Phật thuyết. Dù nào giác ngộ cũng dường ta, mà thành đạo nghiệp duyên phá pháp. Cõi hỗn trược sâu ác như thế, ai người cam chịu trụ trong ấy? Người ấy theo Phật nghe lời nọ, tức thì buồn thương rơi nước mắt, nhớ Phật bao kiếp từng tu tập, pháp ấy làm sao tan diệt được. Thời các kẻ học sinh tâm chán, biết pháp hữu phi tướng không định, hãy tinh tấn như cứu lửa cháy. Dứt lậu đạt niết bàn vô dư, chư thiên thần nghe trong cõi ác, chánh pháp bị diệt đều lo buồn. Chúng ta thà hôm nay mạng chung, cho thấy lúc chánh pháp bị hoại. Chúng ta nay thấy như Thế Tôn, bậc vô úy nêu pháp thi lớn. Các vị thầy cùng chiêm ngưỡng Phật, nghe giảng pháp thâm diệu vô ngại, lại thấy chư tỳ kheo tu thiền, định tuệ thần thông tại đốt đao. Nơi đời ác pháp hoại sau này, chư thánh hiền ấy khó gặp lại. Hàng tỳ kheo xấu càng đông đảo, bậc giữa giới tịnh không uy thế, cũng chẳng được đến chốn pháp miếu. Chư thiên thần hết mực buồn thương, để buông lời thở than lo lắng. Phật pháp hủy diệt thật đáng tiếc, Phật vì cứu đời tu khổ hạnh, mà kẻ xấu ác lại khinh phá. Tự cùng bè nhóm và bạn thân, phỉ báng người lành xin tội lỗi. Tự bảo Phật là thầy chúng mình, mà trái ý Phật diệt chánh pháp, cùng thanh tín nữ tạo nhân duyên, lại buộc thề ước đồng sự nghiệp, chung lòng hủy báng chánh pháp ta. Đối với Phật pháp tâm chẳng kính, đám người ác ấy hủy tam bảo, làm chư hiền thánh phải xa lìa, như trâu dữ sổng sừng nhọn hoắt, ác là mọi người phải lẩn tránh. Bấy giờ tỳ kheo nơi đời ác, mà lại chế cười kẻ tu thiện. Đời sau sẽ có kẻ điên đảo, nên xin chán lìa cho phóng dật. Nơi Phật Pháp luôn luôn tinh tấn, cho thấy đời hỗn trược như vậy, cho nên gặp gỡ hạng người đó, còn não càng thêm nếu gần họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.